Lúc ấy Tứ Tổ đến kỳ công viên quá mạng tiên tri trong lòng. Một mình ngồi tại nơi phòng, văn khoanh gió luyện biết trong mấy trời. Kêu trong tăng chúng truyền lời, thầy nay công mang đến thời về Tây. Chúng tăng nghe nói thưa rài, tổ sư rằng muốn về Tây Phương rồi. Lấy ai dạy dỗ chúng tôi, cuối sinh tổ mạng truyền ngôi người nào? Tổ mạng bài tỏ truyền giao, lão nhân trương thị ở vào tòng lâm. Nay đã thoát quá phàm tâm, thần thông quán đại dương âm diệu quyền. Tiếp theo ngũ tổ hiện tiền, pháp danh Hoàng Nhân giải truyền ở đây. Ta nay công mạng đến ngày, nói chừng giờ ngõ cõi Tây trở về. Nói chùa tăng chúng đề quề, đánh chuông vọng trống hỏi tề thập phương. Thiện nam tính nở chặt đường, tới nơi đều đốt đèn hướng lại quỳ. Niệm câu lục tự A-di, trẻ già trai gái đồng quỳ lại đưa. Sớm mai cho đến ban trưa, ai ai nghe cũng tới đưa chật đường. Phút đầu trận gió thổi sang, mùi bay phảng phất nhẹ nhàng thơm tho. Trong lòng đương đói cũng no, cùng nhau vui vẻ chẳng cho ai rầu. Phút đâu giờ ngõ gần hầu, sải nghe tiếng nhạc vang đầu trên mây. Tràng phan xa xuống một giây, Tứ Tổ khi ấy ngồi rài dũng công. Pháp rèn đầu dưới đất trổ bóng lên liền. Tứ Tổ ngồi luyện tự nhiên,
tòa sen phơi phới thân thiên rõ ràng. Hai bên ngũ sắc dân đoan bay lên thẳng chỉ một đường về Tây. Đồng lòng quỳ lại đưa rài tổ sư ngõ theo lên chốn không hư dậy lâu thanh tình ta từ với thằng con nít còn xa xem chừng. Chúng tăng thấy vậy chẳng ngưng đồng lòng đứng lại ngó chừng với nhau. Gần xa coi kim trước sau không ai lại giảng lẽ đâu. Người này có một ông tăng nói dài đàn bà con nít như vậy phải đâu. Thần thông quảng đại mới âu chưởng quyền đua nhau bàn luận chưa yên. Thiện nam tín nữ phiền tham thương bằng lại đó hồi hang nói ra nghe thơ hành tàng dường bao cùng nhau đến hỏi âm hao bà có gặp Phật chỗ nào đâu chăng ơi.
Ngộ tổ ứng tiên đáp rằng: hỏi trong thiện tính chúng tăng tu hành, tuy có con mắt trong xanh, còn người chẳng có dữ lành biết đâu. Phật sống trước mắt chẳng cầu, còn đi tìm kiếm nơi đâu xa đàn. Ta đây Phật sống rõ ràng, tứ tổ trước để pháp đàn cho ta. Chúng tăng mở mắt xem qua, dù y thiền trường coi mà phải chăng. Tứ tổ truyền dạy ta rằng, nói ngôi ngũ tổ hiểu hoàng nhận đây. Chúng tăng nghe nói như vậy, bản nghi bản tính lẽ này khó toan. Nên tám chín tuổi dung nhan, bao nhiêu pháp luật lại sang trị gì. Ngũ tổ biết trước một khi, chúng tăng chẳng phục mình vì ấu thơ. Tức thời chuyện quá thân cơ, gió đầu bài đến bây giờ to to. Trên trời mưa xuống như tro, làm phép tắm rửa mẹ cho sạch mình. Tường dân ngủ sắc rất xinh, dần say bốn phía theo mình nương nương. Long xa phùng tán đều trương, tràng phán Phật mau thương tình chúng sanh. Chúng tôi thỉnh về âm thanh, tiếp nghìn ngũ tổ xin đành lòng ngũ tổ biết trước cơ quan, liền thưa với mẹ thượng sáng tức thời. Chúng tăng rước về tới
chùa cho đến ngoài sân chật đường. Chư tăng cầu thỉnh nương nương, ngài chùa ngồi thẳng hậu đường nghỉ an. Ngũ tổ đưa mẹ hậu đàn, trong chùa có lập sẵn sàng một ngôi. Bây giờ Phật mẫu an rồi, lễ nghìn ngũ tổ lại ngôi chánh tòa. Đèn trong hương đột chói lòa, ngũ tổ đứng giữa Phật tòa nguyện hương. Ba phen quỳ lại cúng dường, đến ngồi tam bảo thập phương một lần. Đến nghi Bồ Tát hương phần, hai bên sau trước ăn cần một phen. Rồi vào phương trường nhàn đèn, chỗ ông Tứ Tổ tham thiền trước khi ngộ tổ liền cúi lại quỳ. Rồi bèn niệm Phật giáp đi ba dòng. Nói chùa tăng chúng mừng lòng, thỉnh ông ngũ tổ vào trong bồ đoàn. Cùng nhau quỳ lại dội vàng lễ mừng ngũ tổ bình an trị vì. Ngũ tổ tịnh tỏ từ bi, chư tăng chấp chưởng cầu thầy hỏi thăm. Xem trong niên kỷ tổ ông, ước tám chín tuổi thần thông anh tài. Chùa này Tứ Tổ truyền lai, chúng tôi thương tiếc không cho ai bằng. Ngũ tổ biết ý đáp rằng, có ta ngũ tổ lẽ hằng nói ngôi. Chư tăng nghe nói hằng hồi, thưa rằng trong nói có thô như vậy. Tôn phong truyền ở phương Tây, còn như học đạo chỗ này sao xong. Ngũ tổ rằng núi chánh tông, thiền lâm khắp mở phương Đông độ người. Nói chùa tăng chúng mấy mươi, thái đều khâm phục thiệt người thông minh.
hỏi ra nhầm phải luật kinh. Người phàm đâu đặng hiển linh như vậy, cùng rài đăng đàn thuyết pháp ngày nay giáo truyền. Ngô Tổ ngồi trước Phật tiền, giảng phân pháp luật diệu quyền thông minh. Dặn trong tâm chúng phải tin, thiện nam tín nữ giữ gìn cái tâm, làm người cho khỏi sai lầm. Ngày đêm thanh tịnh cái tâm lo gì, lòng lành tướng phải tương tùy, làm giữ hao kém tức thì cái tâm. Một ngày mong tưởng giữ lầm, giữ chưa làm đó ác thần đã theo. Không lòng tướng tốt phải theo, có lòng không như vườn xuân có tốt xanh. Thường coi như vậy mà xanh thêm nhiều, làm lành thì giữ phải tiêu. Tuy chưa đến quả nhiều lánh xa, người nào lòng chứa gian tà cũng như hòn đá để mà mài ở nơi trước mắt ra vào. Coi thường cũng vậy, khuyết nào có hay. Cho nên chừng trong một ngày không lành thời dự bởi rài tài tâm. Ngày ba phen xét lỗi lầm, hổ cho giây phút phóng tâm tức thời. Vui mừng buồn dần đổi dời, khác thường như dường chuyện thời trên cây. Trong kinh có nói như vậy, văn thù bồ chầu nay Phật.
Phật đàn. Lại cầu Phật tổ hồi hang, như người tuổi nhỏ bạo tàn hung hăng. Đến già tính ngộ ăn năn, gắn công tu luyện lẽ hằng làm sao. Lâm chung hưởng phước bực nào, Phật tổ có phán thấp cao sự tình. Biển khổ tuy rộng thinh thinh, trở đầu ngó lại thấy tinh gần bờ. Lời khuyên thiện tính bây giờ, tu hành là việc thiên cơ nhiệm màu. Mọi việc lớn nhỏ bất cầu, gấp thời làm phước chớ hồi bỏ qua. Gặp việc dữ nhỏ lắm xa, lòng hằng tướng Phật Di Đà làm răng. Ngũ tổ dặn bảo chư tăng, tuân theo quy giới kinh văn thọ trì. Ai mà tình quyết quy y, nghe trong kinh ngữ phải đem vào lòng. Giảng kinh đã mãn thời xong, chư tăng thiện tính ngoài trong lại từ. Ngũ tổ bước vào phòng tư, thiện nam tính nữ tả từ hồi quy. Lòng toán bạo lực khinh khí người lành, trai thứ chút khổ là danh, ăn ở độc dữ tung hoành bất nhân. Trong lòng nhà hương hết đến cơn tai nạn,
Ngọc Hoàng nghe tấu chương trình, phán đòi nhị vậy thần minh ấn hầu. Hoàng ôn đạo sĩ về chầu, đại sư khuyên gắn cúi đầu trước sân. Ngọc Hoàng vắng chỉ ân cần, ta sai sắc lệnh nhị thần khâm tuân. Đồng lòng xuống chốn phàm trần, chúc gia đình tài ân cần báo quan. Trong mình nhân diện sanh sao, bốn mười chín bữa ra tan thể hình. Quá ra nùng quyết trong mình, giữ lành bao ứng công bình chẳng quan. Còn thằng chút hổ lăng loạn, bác hồn giao chốn âm quan ngục tù. Phong đô đại đế giữ gìn, cầm nơi địa ngục hành hình khảo tra. Còn thấy bỏ nơi rừng già, chiếu theo âm luật đặng mà báo quan. Còn nàng lâu thì lâm nàng, bị tay chút hổ giết quan linh hồn. Cho đầu thay phẩm thượng tôn, giàu sáng trên bực chính không ai bì. Làm người tôi tớ chọn người, mạng chung đạo kiếm dạy thời báo quan. Hai thần lãnh chỉ dội vàng, cúi đầu lại tả ngọc nhan thi hành. Lẽ trời báo ứng giữ lành, thiệt là một mãi bãi hành không sai. Cho nên quả phước giảng lai, thành suy bị thới dễ ai biết dài. Chúc ông viên ngoại năm nay tuổi già bái chục đến ngày thọ duyên, mời trong thân tộc sớm diền đắc bài tiết rượu yên viên vui mừng. Sửa sang nhà khách tưng bừng, qua tay đèn khí sáng trưng chói lòa. Bà con hương lý
gần xa đồng lòng đều đến chặt nhà vui chơi. Kẻ ca người hát khuyên mời, kẻ đờn người trói lớp thời làm thơ. Chỗ uống rượu chỗ đánh cờ, thích tình trên dưới trẻ thơ vui vầy. Tiệc bài lấy nhạc dân đầy, hai trai quý ba tuần rượu cơm đâu mùi ngon ngọt béo thơm. Sơn trăng hái dậy sẵn đơm dân thường, chúc ông ngồi giữa thành đường thôn hương quyến thuộc kính nhường lại dân. Trong nhà lớn nhỏ lại mừng đồng lại ngầm, biết chừng nào vui hương thơm lẫn ly đồng tình. Chúc mừng lễ thọ môn đình quan quy, ba ngày mãn tiệc thọ kỳ, đồng khen viên ngoài giàu sang trên đời. Yên viên mãn tiệc vui chơi, trở vào trong trứng nghỉ ngơi giấc quen. Vui buồn đến ai già, hoàng ôn đạo sĩ đến đè một khi. Làm cho đau bụng tức thì, viên ngoài đường ngủ trong khi giật mình. Ai ngờ phát đau thình lình, dậy liền giơ áo coi hình ra sao. Thấy da bụng đỏ nổi cao, hơi ra nóng nảy sờ vào nhức đau. Một hồi sưng lên rất cao,
lớn bằng cái mặt trước sau dạng hình. Miệng tai mũi mặt giống mình, coi như cái mặt ngồi nhìn chẳng sai. Giật đau trong bụng thường hoài, ngồi trong máu sáng tìm rài thuốc thang. Đến chừng trời mọc bình quang, phát lên nọ ngứa gãy càng đau thêm. Thuốc than tho phết không êm, giờ ngò ra miệng lại thêm lạ kỳ. Miệng trong một ghẻ một khi, dày lầu kêu hỏi dễ thì đòi ăn. Đêm ngày đau nhức khôn ngăn, thằng vàng chắc lưỡi cắn răng hít hà. Miệng ghẻ đòi ăn kêu la, lại thêm đại tiểu cũng ra đó hoài. Hơi bay nồng nực thối khai, một mình chẳng dám cho ai lại gần. Trong nhà than khóc rần rần, tâm đà khắp hết xa gần lương y. Chạy lo nữa tháng ly bì, không thầy nào biết chứng gì là danh. Nói nhà con vợ xoay quanh, cùng phương đều trị chẳng lành chút nào. Cùng nhau than khóc ra vào, luận bàn không biết làm sao bây giờ. Lẽ nào để vậy mà chờ, thuốc than chẳng bớt bao giờ mới thuyên. Chi bằng tìm chúng chùa chiền, nghe đồn Phật sống hiện tiền thế gian. Chùa tại núi Mai Sơn, khắp trong thiên hạ đồn vang xa gần. Chúc long thương xót phụ thân, giàu thơ viên ngoài phân trần căn chạy vừa đi khôn này. Trong chừng dâm thẳng đường
quỳnh mai sơn rài. Ước chừng dài dằm xa thai, mau chợt tới thấy hiểu rài quỳnh mai. Lòng mừng mỏi mệt không này, vào chùa quỳ trước lại rài một khi. Thưa rằng Đức Phật từ bi, nguồn trong cứu độ vậy thì bình căn. Vì cha tôi có bình rằng, ban đầu tay bùng phát hằng nhức đau. Một hồi sưng lên rất cao, hình như cái mặt mà đau thêm nhiều. Tưởng là than thuộc nó tiêu, ai dè ra miệng như yêu quỷ hình. Biết đòi ăn uống đêm ngày, không thầy nào biết danh rài ghé chi. Tầm đã khắp hết lương y, thuốc than thoa phết coi rài như không. Tối nay cầu lại tổ ông từ bi cứu xa ngưỡng trong đức dài. Ngủ tổ nghe biết trước rài, khen rằng con thảo như nay ít người. Lòng ta thấy vậy thương người, bởi căn bệnh của cha người đau đây. Nhân vì quan trái mà gây, biểu cha người đến chỗ này dài quan. Chúc long lại tả ra đàn, về nhà mới tỏ hành tàn cha hai. Tổ sư dặn bảo ngày nay, cha lên cầu thuốc bệnh này mới thuyên. Chúc họ nghe nói mắng liền, những đồ yêu quỷ Phật tiên đâu mà làm cho mệt nhọc cha già, để tôi lên đó đánh mà ác tăng, để nó tự thể tài năng. Biểu cha phải đến nó hằng
mới cho. Phen này tôi mới giận to, đừng thèm cầu lý những đồ làm chi. Nói rồi hoài quá ra đi, người đời hết thành tới suy khó lường. Một mình rong rủi dặm trường, đại sư khuyên rắn quá giường giác đi. Chút khổ thấy nói một khi, tưởng đà gần đến mừng đi theo hoài. Thăng qua phía bắc dặm dài, hai bên rừng bụi sơn đài, quanh có nương theo dấu thỏ lần dò. Phần trời gần tối thêm lo trong lòng, vẫn nghe hầm gấu kêu ông. Ai dè lạc néo vào trong hang rài. Phần thì đi bộ một ngày, lại thêm bụng đói ngồi dài thở than. Bây giờ trời tối lờ làng, mịt mờ rừng bụi biết đàn nào đi. Một mình lo sợ giết chi, đêm trường chẳng ngủ trong thầy sáng. Chừng trời mọc xem qua, ai dè chẳng có đường ra phương nào. Xoay quanh chẳng biết làm sao, phần thời bùng bao xếp dê. Ở trong hang thầm vắng que, ngày thời dương hú tối ve kêu sầu. Chút hồ tìm, như vậy mà chết cho em, sống chỉ đôi khác ngày đêm mà vậy. Nói rồi nằm nghỉ một giây, linh hồn bị bắt đi ngay Diêm Đình. Phong đô cầm tay ngục hình,
hình, cứ theo âm luật công bình khảo tra. Chút hổ hồn ở Diêm La, cái thầy còn chốn rừng già hang sâu. Ở nhà viên ngoại lo âu, cớ sao chút hổ đi lâu chưa về. Chút ông đau nhức ủ ê, than trời trách Phật chẳng hề chút an. Bèn sai chút lòng mau toan kiếm tìm chút hổ đi đàn làm sao. Chút lòng nghe bảo âm hao dội vàng dời gót khổ lao không nài, vừa đi vừa chạy thường hoài tới chùa quỳ trước tổ đài bẩm phân. Nay tôi cầu thuốc phụ thân, cuối sinh tổ đức ra ân cứu nàng. Cho tôi cầu thánh tiên phan, về cho thân phụ đặng an bình lành. Thiệt là tổ đức tái sanh, ngàn năm tạc và lưu danh muôn đời. Ngũ tổ biết trước đáp lời, chẳng phải quyết đến cầu thời tiên phương. Vì việc huynh đệ đi đường kiết hùng không biết lo lường hỏi thăm. Em người đi đã bạc tâm, sao đây thời biết hỏi thăm làm gì. Nay ngươi tua kiếp về đi, ta cho một vật tương tùy hồi gian. Gối này đem về tới nhà, giao cho mẹ gã xem qua thời tường. Chúc đầu bái tà ra đường hồi quy. Về nhà thưa mẹ một khi, tổ sư biết trước dậy thời sự duyên. Chẳng phải cầu thuốc tiên, vì việc huynh đệ đến miền âm thầm. Đầu đuôi nói hết ngọn ngành, đưa tôi một vật béo rài về nhà
sở tình. Vẹn quân nghe nói chưa mình, vội vàng mở gói xem hình làm sao. Ai về một chiếc dài tàu chỉ xanh theo giống cái hình dài con. Diện quân trong già héo giòn, dài này từ thơ mẹ con phân liền. Lúc con đi đã có chia, một người một lời nguyện hai chiếc gặp nhau. Mẹ con ắt đằng trước sau xum vầy. Bây giờ gặp chiếc dài này, cớ sao mà lại về tay thầy chùa? Một mình suy nghĩ thua, chỉ e nhi nữ vào chùa sao đây? Đại nương nghe nói thưa rài, nay đã gặp đằng dài này về đây. Ác là có lẽ xung dày, chỉ bằng tới đó coi rài giường bao. Mẹ đi thăm hỏi âm hao, chiếc dài duyên cớ làm sao cho tường. Cha thời cầu thuốc tiên phương, phải là lưỡng lợi hai đường đều sống. Diện quân bèn kêu chúc lòng, sửa sang xe ngựa đồng lòng mà đi. Vào thưa duyên ngoài một khi, xin ông ráng sức đồng đi lên chùa. Duyên ngoài nghe nói hơn thua, y theo con vợ đến chùa thuốc thang. Lên xe đau khổ muôn ngàn, rên la than thở dọc đường gian răng. Chúc Long Viên ngoại diện quân, ba xe thẳng tới mé rừng một khi. Đồng lòng nhớ tới ấu nhi, than rằng chút khổ cũng đi đường này. Cớ chi mà lại
tính đà hơn nửa tháng chạy bạc tâm. Diện quân lũy nhỏ đầm đầm, phần thương nhi nữ ruột tầm héo dần. Thấy dài chẳng thấy mặt con, tính đã hơn tám năm tròn biệt ly. Đại nương thấy mẹ sầu bi, kiếm lời dịu ngọt tùy thời gian can. Trong xe luôn những lo toan, phút đầu đã đến mai sáng hầu gần.